đánh giặc Corona, làm chiến thắng dân ta, đánh giặc Corona. Thưa quý vị, Việt Nam đã có ca bệnh COVID-19 thứ 34. Đó là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 22 tháng 2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York, Mỹ, quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Đến ngày 29 tháng 2, thì bệnh nhân bay từ Washington, Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar. Và sáng ngày 2 tháng 3, nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng ngày 9 tháng 3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Cũng trong chiều nay, Viện Pasteur Nha Trang công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 33. Đó là một bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Như vậy là trong ngày hôm nay, tính đến thời điểm này, thì Việt Nam đã công bố 3 ca mắc mới. Bệnh nhân thứ 32 là một bệnh nhân nữ 24 tuổi, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cô được gia đình thuê máy bay riêng đưa từ Anh về Việt Nam khi có triệu chứng bệnh và trước đó có tiếp xúc gặp gỡ với bệnh nhân thứ 17. Trong tổng số 34 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thì đã có 16 ca được điều trị khỏi và xuất viện. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo khẩn tìm kiếm những nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện, lễ hội tại Milan, Italia và Paris, nước Pháp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17, bệnh nhân thứ 32 và chị gái của bệnh nhân thứ 17. Các nghệ sĩ cần nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú hoặc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình của chúng tôi để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết.